Alo bạn, sau khi anh quay xong rồi anh off rồi anh mới sực nhớ là anh còn có ba câu 36 anh chưa làm. Đó. Cho nên là đi thi ấy là cái câu mà mẹ thi mấy bạn để cuối cùng làm nhưng mà nhớ làm cho mấy đứa chứ đừng cứ quên là cuối cùng quên cái đọc bài là thôi nha, tiêu nha. Rồi bây giờ mình cùng sửa câu 36, quên mất tiêu. Quên mất tiêu. Rồi 36 bạn nhìn cho anh nè. Đoạn văn đầu tiên người ta giới thiệu là dân số tăng nhanh và người ta cần một cái phương pháp gì đó để có thể gọi là đảm bảo được cái thực phẩm cho con người, đúng không? Đoạn văn thứ hai người ta đề cập đến ngay đoạn văn đầu là cái phương pháp gọi là phương pháp indoor farming, tức là trồng trọt trong nhà, và cụ thể chính là vertical farming, tức là trồng trọt theo chiều dọc, đúng không? Và hai đoạn văn này đều nói về lợi ích, đúng không? Lợi ích của vertical farming, tức là trồng trọt theo chiều dọc. Thì rõ ràng bài đọc này không hề, mình không thể nào chọn indoor farming được, bởi vì cái phương pháp theo chiều dọc này là cái là một phần nhỏ của phương pháp indoor farming thôi. Cho nên nếu chọn indoor farming thì cái tiêu đề này quá lớn. Nó cũng không nói về cách mà chúng ta trồng trọt nữa, mà nó nói về là những cái tòa nhà chọc trời nè phát triển được cái mùa vụ. Đó đúng phải là câu C. Rõ ràng nhất đó chính là gì? Những cái tòa nhà có nhiều tầng ở đó chúng ta phát triển mùa vụ. Hiểu không ạ? Trên rõ ràng là câu C. Trên, câu 36 là nhiều bạn sai lắm á. Nhiều bạn sai lắm luôn ha. Rồi bây giờ mình off. Bây giờ off thiệt nha mấy đứa.